Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 2 trân trọng giới thiệu Dinh Thống Nhất, những chặng đường lịch sử qua tài liệu lưu trữ. Đây là hình ảnh về tướng Paul Ely và Ngô Đình Diệm trong lễ chuyển giao dinh Norodom vào ngày 7 tháng 9 năm 1954. Trước khi buổi lễ chuyển giao này được diễn ra, đã có một loạt văn bản được ban hành để thực hiện công tác di dời các phòng ban của phủ cao ủy Pháp ở Đông Dương từ dinh Norodom sang dinh Gia Long và ngược lại. Trong cuộc họp sáng ngày 17 tháng 8 năm 1954, hai ủy ban di dời của Chính phủ Quốc gia Việt Nam và Tổng ủy Pháp họp bàn kế hoạch chuyển giao chéo. Kế hoạch di dời được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1, phủ thủ tướng di dời các văn phòng và nơi ở của nhân viên thuộc cấp sang dinh Norodom. Tại thời điểm chuyển giao, dinh Norodom có nhiều phòng trống nên dễ dàng thực hiện di dời chéo. Giai đoạn 2, di chuyển các phòng của lãnh đạo và của tổng cao ủy. Các giải pháp thực hiện việc di chuyển sẽ được quyết định sau khi hoàn thành giai đoạn 1. Thực hiện kế hoạch trên, việc di dời được triển khai trong khoảng 2 tuần cuối tháng 8 và đầu tháng 9 năm 1954. Khi công việc di dời được hoàn tất, đến sáng thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 1954, sau lễ duyệt binh, trước thềm dinh Norodom, tướng Paul Ely đọc diễn văn xác nhận việc chính thức trao trả dinh Norodom cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam. Trong bài diễn văn có đoạn: "Nếu như xưa kia dinh Norodom là biểu tượng đối với chúng tôi, thì từ một thời gian nào đó biểu tượng này không còn nữa. Tuy nhiên, dinh Norodom vẫn còn là biểu tượng đối với các bạn, những người Việt Nam. Có một sự việc duy nhất, đó chính là kỷ niệm. Chúng tôi không muốn sống trong kỷ niệm. Đó là lý do để ngày hôm nay diễn ra việc chuyển giao tòa nhà, vừa mang tính biểu tượng, vừa mang tính vật chất này."